Xin chào các quý vị khán giả thân thương của I Việt Nam. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã từng viện trợ cho Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, sau khi thất bại trong việc lôi kéo Việt Nam cùng chống lại Liên Xô, thì giới cầm quyền Trung Quốc đã dần lộ rõ bản mặt xảo trá vốn có của họ. Nhân cơ hội mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang hết sức căng thẳng, giới cầm quyền Trung Quốc nhanh chóng trở mặt bắt tay với đế quốc Mỹ để tiến hành chống phá Việt Nam. Đặc biệt khi dân tộc Việt Nam giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước, thì chính quyền Trung Hoa lại càng thể hiện rõ sự cày cú bằng nhiều hành động chơi xấu. Đầu tiên, người hàng xóm phương Bắc bắt đầu bằng việc cắt đứt viện trợ, ngăn cản thông thương. Sau đó bày mưu để tạo ra vụ nạn kiều nhằm phá hoại nền kinh tế, xã hội đang dần ổn định của Việt Nam. Bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc còn kích động người dân Khmer Đỏ đứng dậy chống phá nhà nước Việt Nam với âm mưu khiến nước ta sụp đổ. Nhiều năm sau, khi nhìn lại những hành động hèn hạ của Trung Quốc, một tờ báo Nga không khỏi cảm thán rằng chính quyền Trung Quốc đã phải chịu nhục nhã ê chề khi ảo tưởng có thể bóp chết Việt Nam. Bên cạnh đó, cả thế giới đã phải ngả mũ nghiêng mình, khâm phục sức mạnh vô địch của những chú bộ đội Cụ Hồ. Nghe tới đây, chắc hẳn các quý vị khán giả đã cảm thấy tò mò về nội dung của bài báo trên. Hãy cùng theo chân I Việt Nam để đi tìm hiểu xem báo Nga đã nói gì về âm mưu bóp chết Việt Nam của Trung Quốc nhé. Các bạn thân mến, mở đầu bài viết tác giả có đề cập đến những thăng trầm mà tổ tiên người Việt đã phải trải qua trên chặng đường giành lại nền độc lập dân tộc cho thế hệ con cháu sau này. Vào năm 938, Ngô Quyền giành chiến thắng trên sông Bạch Đằng, chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc mà người dân Việt Nam phải trải qua và mở ra một thời đại mới. Thế nhưng các triều đại phong kiến của Trung Quốc vẫn không từ bỏ tham vọng xâm lược Việt Nam mà nhiều lần cất quân sang đánh chiếm, để rồi kết quả thù lại là những lần thất bại vô cùng thảm hại. Theo bài báo, dân tộc Việt có một phương châm sống khiến nhiều quốc gia ngưỡng mộ và cần học hỏi là kẻ thù càng chống phá, Việt Nam càng kiên cường. Bất chấp những khó khăn do chính quyền Trung Quốc gây ra, thì người dân Việt Nam vẫn kiên cường, bất khuất, đi trên con đường tìm đến sự hòa bình cho dân tộc. Minh chứng là trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung diễn ra vào năm 1979, tuy ngắn ngủi mà khốc liệt, đã trở thành một hồi ức khó quên của dân tộc ta. Bằng tất cả những mưu mô xảo quyệt của mình, giới cầm quyền Trung Quốc đã quyết định xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, giữa hai quốc gia với cái cớ nực cười là bảo vệ vùng biên giới lãnh thổ khỏi Việt Nam. Và để thực hiện thành công mục đích đó, những nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị về chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, đốt sạch, phá sạch, với sự tham gia của hai đại quân ở khu vực Quảng Tây và Côn Minh. Tổng cộng số quân lính tham gia cuộc chiến lên tới 600.000 người cùng hàng nghìn các phương tiện chiến tranh khác. Theo tác giả phân tích, nguyên tắc chủ đạo trong binh pháp truyền thống của quân đội Trung Quốc là ngưu đao sát kê, dùng dao mổ trâu để giết gà. Bạn có thể hiểu đơn giản là việc quân đội sẽ tập trung tấn công vào những vị trí quan trọng nhưng không phải điểm mạnh của đối phương. Bên cạnh đó sẽ sử dụng lực lượng binh sĩ và hỏa lực để áp đảo nhằm đập tan hàng phòng ngự vững chắc của kẻ địch tại những điểm then chốt. Sau đó các đơn vị xung kích sẽ phải dùng toàn lực để nhanh chóng thọc sâu và tấn công vào trọng địa của phía đối phương. Ngoài ra, giới cầm quyền Trung Quốc cũng huy động 9 quân đoàn chủ lực và 32 sư đoàn binh bộ độc lập, 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh, phòng không khác. Theo đó, lực lượng được huy động lên đến 60.000 binh sĩ, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối và dàn hỏa tiễn, chưa kể đến hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 948 máy bay luôn sẵn sàng trì viện ở phía sau. Không chỉ huy động lực lượng quân sự chính quyền Trung Quốc còn huy động tới hàng chục nghìn dân công và lực lượng dân binh ở các tỉnh biên giới tiếp tế, phục vụ, tải thương và hỗ trợ tham gia quân chính quy chiến dịch. Chỉ riêng ở khu vực Quảng Tây đã có đến 215.000 dân công được huy động tham gia vào cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung. Nhìn lại phía Việt Nam ở thời điểm đấy, phần lớn các quân đoàn chính quy đã và đang chiến đấu ở đất nước Campuchia, nên lực lượng phòng thủ ở biên giới chống lại Trung Quốc chỉ có một số sư đoàn chủ lực của quân khu 1 và 2 cùng các đơn vị bộ đội địa phương của tỉnh, huyện, công an vũ trang biên phòng và dân quân tự vệ. Cụ thể, toàn bộ lực lượng tham gia tuyến phòng thủ biên giới lúc đó của nhà nước Việt Nam chỉ có khoảng 70.000 quân. Trong kỳ họp lần thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 12 năm 1978, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Túc Dụ tuyên bố rằng chỉ cần dùng một phần lực lượng quân đội đã điều động cũng đủ để đánh chiếm thủ đô Hà Nội trong vòng một tuần. Nhìn một cách khách quan thì mục tiêu của ông Túc Dụ là có khả năng xảy ra, bởi khi nếu đặt lên bàn cân so sánh thì lực lượng quân đội của Việt Nam và Trung Quốc chênh lệch nhau khá nhiều. Nhiều người Việt Nam cũng cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi khi nền độc lập vừa mới giành lại được thì lại sắp mất đi. Phát súng đầu tiên nổ ra vào 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979.
bất ngờ xuất hiện một trận pháo kích dữ dội tại một khu đất hẹp ở trong trận địa phòng ngự của Việt Nam. Tác giả nhận xét, cách làm khoa trương của nhà cầm quyền Trung Quốc là muốn người dân Việt Nam sợ hãi trước sức mạnh của đất nước tỷ dân. Ngay sau đó, 120.000 quân lính và xe tăng cũng như thiết giáp của Trung Quốc bắt đầu tiến sâu vào trong lãnh thổ Việt Nam. Tổng cộng, quân của phía Trung Quốc đã xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam trên 26 điểm, trải dài khắp toàn tuyến biên giới. Đối mặt với sự áp đảo về binh lực, phía quân Việt Nam có phần yếu thế hơn nên chiến thuật của quân đội Trung Quốc bước đầu giành được thành công. Thừa thắng xông lên, quân Trung Quốc tiến sâu hơn vào lãnh thổ Việt Nam trên dưới 10 km và chiếm được một số thị trấn. Trận chiến đi vào giai đoạn căng thẳng hơn bao giờ hết khi liên tục diễn ra những cuộc chạm trán ác liệt tại vùng Bát Sát, Mường Khương của Tây Bắc và Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị và Thông Nông ở Đông Bắc. Tuy yếu thế là vậy, nhưng quân đội Việt Nam vẫn ngoan cường và bất khuất sử dụng mưu trí để bày kế khiến đà tấn công của quân đội Trung Quốc phải nhanh chóng khựng lại. Lúc này phía Trung Quốc không thể sử dụng những lực lượng ở mức sư đoàn mà phải dùng đến những đội hình nhỏ để tiến công và phải thay đổi chiến thuật. Những ngày tiếp theo, chiến sự ở vùng biên giới càng trở nên khốc liệt hơn nhưng tập trung chủ yếu tại vùng Lạng Sơn. Trong gần một tuần, giành giật các điểm cao xung quanh Lạng Sơn, vào ngày 2 tháng 3 năm 1979, quân đội Trung Quốc đã tiến hành bao vây thị xã Lạng Sơn và sử dụng 6 sư đoàn để tổng tấn công trên nhiều hướng. Chiều ngày 4 tháng 3, một nhánh quân của phía Trung Quốc đã vượt sông Kỳ Cùng và chiếm được điểm cao 340, sau đó tiến tới thị xã Lạng Sơn. Nhanh chóng, phía quân đội Việt Nam đã được điều động các sư đoàn chủ lực có xe tăng, pháo binh và không quân để hỗ trợ áp sát mặt đất, chuẩn bị phản công để giải phóng những khu vực bị chiếm đóng. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, nhà nước Việt Nam phát lệnh tổng động viên toàn quốc chống xâm lược. Trước khí thế to lớn đấy, chính quyền Trung Quốc lo ngại một cuộc phản công mãnh liệt từ phía chính phủ Việt Nam, nên vào trưa cùng ngày, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu rút quân. Như vậy là cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 đã kết thúc một cách chớp nhoáng, làm cả thế giới phải bật ngửa. Từ một quốc gia khí thế, hùng hồn tuyên bố sẽ dạy cho nhà nước Việt Nam một bài học và thậm chí là bóp chết Việt Nam, thì chính họ lại là người bỏ chạy khi cuộc chiến đang đi tới cao trào. Sự việc này đã khiến Trung Quốc trở thành trò cười cho cộng đồng quốc tế trong một khoảng thời gian dài. Đây được coi là nỗi nhục, là vết nhơ của lịch sử Trung Quốc, đồng thời cũng làm mất đi hình ảnh, uy tín của một cường hào luôn muốn trở thành bá chủ thế giới. Trong khi đó, dân tộc Việt Nam lại chứng minh được tinh thần chính nghĩa và sức mạnh vô địch của quân đội Hồ Chí Minh khi đoàn kết chiến đấu lại những kẻ thù lớn như đế quốc Mỹ, thực dân Pháp, giúp Campuchia đánh đuổi Pol Pot và đẩy lùi âm mưu xâm lược của chính quyền Trung Quốc. Thế nhưng ngày nay, khi nào về cuộc chiến tranh đẫm máu ấy thì lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc vẫn mặt dày bày tỏ đó là phản công tự vệ, chống lại sự xâm lược của Việt Nam. Thế nhưng dư luận quốc tế đã sớm nhìn rõ bộ mặt xảo trá của người bạn phương Bắc. Hơn thế nữa, với bạn bè quốc tế thì người dân Việt Nam trong những năm qua vẫn luôn cố gắng duy trì và phát huy truyền thống yêu hòa bình, yêu tự do và không bao giờ đi gây hấn với người khác. Bài báo của Nga kết luận, Việt Nam đã trải qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc chiến tranh dài đằng đẵng, nên cả nhà nước, Đảng và người dân Việt Nam đều hiểu và trân trọng tất cả những mối quan hệ hữu nghị, hòa hảo với các quốc gia trên thế giới. Dù trước kia họ có là kẻ thù thì nhà nước Việt Nam vẫn sẵn sàng trở thành người bạn, đối tác hợp tác cùng phát triển. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc dân tộc Việt Nam chấp nhận chùn bước để bất kỳ một kẻ thù nào có âm mưu xâm lược làm lè bờ cõi. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của Ai Việt Nam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn Ai Việt Nam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!